Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần tiếp theo là cái thao tác nhập trực tiếp câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi, nhưng là câu hỏi dài. Chúng ta đã vừa xem cái thao tác là nhập câu hỏi ngắn, chúng ta xem thao tác nhập câu hỏi dài. Cũng như vậy, chúng ta vào nguyên thực đơn là dữ liệu và nhập điều chỉnh câu hỏi. Tại đây chúng ta sẽ vẫn dùng cái lệnh là tạo mới, chúng ta tạo mới một câu hỏi. Thì với cái lệnh này chúng ta sẽ dùng cái nhập câu hỏi dài, nhập cho ở đây. Đây vẫn là tên câu hỏi, thời gian thực hiện. Thì với câu hỏi dài thì chúng ta chỉ có thể chọn hai loại câu hỏi, một là trắc nghiệm, hai là tự luận. Chúng ta hãy cùng nhau xem cái này. Với câu hỏi là trắc nghiệm thì chúng ta làm như sau. Chúng ta vào cái bước thứ hai, trang thứ cái tab thứ hai là phân loại, cuối mà chúng ta lựa chọn những tham số như là lý thuyết, là bài tập, câu dễ, trung bình hay là khó. Chúng ta nhập kỹ năng và nhập kiến thức. Ở sang phần nội dung thì như sau. Chúng ta sẽ nhập ở đây cái câu hỏi mẹ, tức là cái nội dung của câu hỏi mẹ. Chúng ta nhớ lại là câu hỏi dài, tức là có gồm có một câu hỏi mẹ và nhiều câu hỏi con. Mỗi câu hỏi con này là một câu hỏi để dùng để kiểm tra kiến thức liên quan đến câu hỏi mẹ. Thì nếu câu hỏi mẹ chúng ta chọn là trắc nghiệm thì ở đây chúng ta chọn các câu hỏi, một câu hỏi mẹ, và ở đây chúng ta bấm nút này để nhập câu hỏi phụ, câu hỏi con. Thì mỗi câu hỏi con như vậy có thể là trắc nghiệm, điền khuyết hoặc là cặp đôi. Chúng ta làm thử. Ở đây có một cái nút để lựa chọn cái lựa chọn là cho phép thay đổi vị trí các câu hỏi phụ hay không. Đấy, ta có thể bấm lên đồng ý, ta bấm vào đây thì phần mềm sẽ vào cái trang để chọn cái tôi nhập đây nhé. Để... ở đây xin phép tôi lựa chọn cái thông tin này thì nó mới đây, tôi chọn nội dung câu hỏi mẹ đây, câu hỏi mẹ ở đây nhé. Ta bấm vào đây và ta sẽ nhập câu hỏi phụ. Thì ở đây chúng ta có thể nhập nhiều câu hỏi phụ. Ta nhập xong câu hỏi phụ, chúng ta bấm nút là bấm nút này để chúng ta sẽ để một câu hỏi phụ đây. Thì câu hỏi phụ có thể là trắc nghiệm, có thể là điền khuyết hoặc là cặp đôi. Với câu hỏi là điền khuyết thì có thể là gì, là kéo thả từ, điền từ hoặc là chọn từ. Với câu hỏi trắc nghiệm thì có thể là đáp án từ minh, hoặc là đáp án hoặc dung cộng lưu dung cộng đáp án đó. Thì đó là cái cách hiện ở đây là giống tương tự như chúng ta đã làm. Về câu hỏi thì chúng ta có thể lựa chọn ở đây, tạo ra một câu hỏi, tôi bấm vào đây ta thêm một câu hỏi, tại sao câu hỏi thứ hai, sao câu hỏi thứ ba, với mẹ là với một câu hỏi mẹ có nhiều câu hỏi con được nhập ở đây. Khi chúng ta nhập xong, chúng ta bấm nút là cập nhật và quay trở lại câu hỏi mẹ. Thì đó là cái, còn đối với câu hỏi mẹ mà là câu hỏi mẹ mà chúng ta sẽ làm một chút, nếu câu hỏi mẹ mà là tự luận thì khi đó cái nội dung của nó sẽ là như sau. Đây, đây là câu hỏi mẹ đây. Thì các câu hỏi phụ nó sẽ là hoặc là đáp án tự minh hoặc là đáp án không tự minh ở đây. Đây thì câu hỏi phụ đều phải là câu hỏi tự luận. Đấy, như vậy là nếu mà câu hỏi mẹ mà là trắc nghiệm thì các câu hỏi con có thể là trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi. Còn những câu hỏi mẹ là tự luận thì những câu hỏi con cũng đều phải là tự luận cả. Thì đó là cái màn hình, cái lệnh, cái thao tác là nhập trực tiếp câu hỏi dài trong phần mềm EQB.